Thưa quý vị, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình trật tự an toàn giao thông trong tỉnh cơ bản được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc mang tính chất phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện để nhân dân du xuân đón Tết an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã ứng trực 100% quân số, đồng thời huy động các lực lượng phối hợp hỗ trợ cảnh sát giao thông tổ chức trực ban tuần tra khép kín 24/24 xuyên đêm xuyên Tết trên các tuyến giao thông trọng điểm để tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, nhất là kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát 248 ca với hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ tham gia, đã phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm, tước 208 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 300 phương tiện. Trong đó, xử phạt vi phạm nồng độ cồn là 211 trường hợp với hình thức tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe và phạt hành chính, tổng số tiền hơn 830 triệu đồng. Trong những ngày Tết năm 2024, thì cái lưu lượng phương tiện đến địa bàn Bạc Liêu vui xuân, vui chơi thì rất là đông. Với cái nhận định đó thì được sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh, rồi là phòng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các đơn vị địa phương là ra quân quyết liệt, mặc dù là đánh giá là lực lượng là phương tiện tăng rồi nắng nóng, nhưng mà với sự quyết tâm cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông, làm sao là đảm bảo cái tính mạng con người là trên hết, rồi phân luồng, phân tuyến để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết một cách an toàn. Trong 7 ngày Tết thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đánh giá nhận định thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có đột biến bất ngờ xảy ra. Các cái lễ hội, các cái chỗ vui chơi giải trí đều được lực lượng giao thông điều tiết đảm bảo, rồi phối hợp với các cái lực lượng trong công tác là vừa điều tiết cũng là vừa công tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết một cách an toàn tuyệt đối. Lưu lượng xe tăng cao so với những ngày thường thì việc xảy ra tai nạn giao thông là điều không tránh khỏi trong những ngày nghỉ Tết. Bằng tinh thần quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phức tạp. Theo báo cáo, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 23 triệu đồng.